Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đầu chạy ở trên cái bao Bluetooth thông dụng trên thị trường nha các bạn. Đây, cái mã con này là mã chip nha. Thì mình test đa số mà con chip nó có dạng như thế này nè các bạn. Chân nó như thế này nè. Thì nó đều chạy như thế này nha. Còn các chip khác thì mình chưa có dịch thử. Và các cái mạch kiểu như mà để mình tìm một cái mạch nó còn tạm mình tí nha. Đây như cái mạch này nè các bạn. Thì mạch này lúc trước mình cũng test lâu nha các bạn, mình test rồi nó không có bị nha. Mạch này Bluetooth 4.1 nha các bạn. Thì còn cái mạch này thì nó Bluetooth mình cũng không có biết nó Bluetooth mấy nữa các bạn. Tại vì mình cũng không có tra được cái data nữa. Đây còn mạch nữa nè các bạn. Đây. Những con chip này hơi khác một tí nha các bạn. Nhưng mà về cơ bản nó cũng như thế à. Đây, mình để hai cái con IC kế bên các bạn thấy nè. Đây, nó cũng na ná nhau thôi nha. Chip giống 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 tương đối nhau thôi các bạn, bo nào nó cũng như thế. Đây một bo nữa đây bo nữa các bạn, đây mình quay chip cho các bạn xem. Đây các cái bo như thế này mình test nó đều bị như thế này nha. Thì nó bị như thế nào tí thì mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Thì mình giới thiệu sơ sơ cái bo này cho các bạn xem nè. Đây là cái lo tháo máy trong cái đoàn đàn organ nha các bạn, đàn organ đó. Nhưng mà cái này nó nằm trong cái đàn tập nha, đàn người ta đập tập chứ không phải là đàn tốt lắm đâu. Nhưng mà mình nghe cái tiếng nó khá là hay các bạn. Chắc clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn phân tần để mà tận dụng cái lo này làm lo tiếng nha. Ok, tự hết mạnh lắm nha các bạn. Ok, thì mình test cho bạn xem cái độ trễ bằng Bluetooth là như thế nào nha các bạn. Thì mình chỉ test thêm xem bo này thôi nha các bạn. Tại clip này mình chưa có chuẩn bị cho nên mình không có test bo khác được. Cái bo này thì mình không có test được nha. Thì bo này Bluetooth mấy mấy mình không biết nha các bạn. Mình nghĩ khoảng tầm 2.1, 2.0 gì đấy. Đây, thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình mở nhạc YouTube nha các bạn. Đấy. Thì đây, mình thử cho các bạn xem nha. Là khi khi mà mình bật nhạc á, đây mình bật cho các bạn xem. Nó chạy khoảng chừng 2 giây nha các bạn, nó chạy khoảng tầm 2 giây. Đây bật lên nha. Đó, các bạn thấy nó chạy khoảng tầm 2 giây nha. Nó chạy khoảng tầm 2 giây. Đây mình bật lại cho các bạn xem đây. Các bạn liếm nha. Đây. 1 nó hơn 1 giây tí nha các bạn, tắt thì nó tắt ngay. Tại khi mà các bạn bật lên á, cái tín hiệu âm thanh nó phải cần tải vào con IC này, nó tải trước một đoạn nha các bạn. Tại khi mà nó tránh cái trường hợp mà nó bị dập âm thanh á, nó bị chảy âm thanh á, nó sẽ tải tới một đoạn. Mà đối với các mạch này công nghệ nó thấp quá các bạn, cho nên cái tốc độ mà truyền tải dữ liệu nó sẽ không có được nhanh, cho nên nó gây ra cái độ trễ nha. Thì mình thử lại cho các bạn nghe này. Đấy, nó sẽ chảy nha. Các bạn đi xa ra nó còn chậm hơn nữa nha các bạn. Đây mình ngồi gần rồi đó. Đây. Đó, các bạn thấy cái độ quan trọng của cái mạch Bluetooth trong cái âm thanh gia đình nha. Mình thử sơ sơ cái chất âm này cho các bạn nghe nè. Nó khá là đỉnh nha các bạn. Nó nhỏ thôi chứ chắc cái âm tín nó ra rất là hay các bạn. Đây mình mở lại cho các bạn nghe đây. Từ tình yêu trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng gối đã đắm. Ok, thử một tí bản nhạc này coi, mình mở bản nhạc khác. Mình bật nhạc, bật mình một bản nhạc lâu quá bị bản quyền các bạn. Đây, mình thử bản khác nha. Hơi em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ngóng chơi với. Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Thì các bạn thấy không, chắc cái độ trễ nó rất là lớn nha các bạn. Cho nên các cái này mà các bạn dùng cái âm thanh, cái dạng âm thanh mà mình đắt tiện tí là mình không nên đầu tư bo này nha. Mình nên tìm một cái giải pháp thay thế nha các bạn. Thì vài hôm nữa mình đổi chỗ làm các bạn. Thì mình sẽ sắp xếp rồi mình sẽ review các cái bo này cho các bạn xem nha. Nó khá là ngon lắm. Thì clip mình kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn nào có để lại bình luận, có thắc mắc gì có để lại bình luận nha. Thì mình thu xếp thời gian mình vào mình comment nha các bạn, mình trả lời bình luận cho các bạn. Tại lúc này thì nói chung thì số lượng bình luận nó cũng nhiều quá, cho nên mình có thể các bình luận mình bỏ sót nha. Các bạn nào mà cần gấp quá thì các bạn có thể nhắn tin riêng cho mình nha. Thì clip mình kết thúc tại đây nha các bạn.